em có thể tin tưởng nơi anh được chứ? Em điên à? Anh đâu có phải loại người đó. Thế anh có bao giờ đánh em không? Mỗi khi anh có cơ hội. Thế anh có muốn hôn em không? Không. Tại sao anh có thể hỏi một câu quá ngớ ngẩn như vậy? Thế anh có bao giờ lừa dối em không? Dĩ nhiên rồi, cả ngàn lần cũng không thể đủ. Anh có yêu em không? Không, em đừng có nghĩ tới chuyện huyễn hoặc đó. Thế anh có muốn em ra đi không? Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Anh đã chờ quá lâu rồi. Và xin hỏi là đó là câu chuyện trước ngày cưới và sau ngày cưới. Nhưng mà nếu mà quý vị ở đây